tìm hiểu. Lý thuyết đầu tiên đó là định nghĩa góc ở tâm. Các bạn cùng hướng lên màn hình theo dõi nhé. Góc ở tâm, các bạn nào. Cô Loan có đường tròn tâm O. Có đường tròn tâm O. Với hai điểm A và B trên đường tròn tâm O, nối OA, OB. Thì lúc này cô Loan được góc tạo bởi đó là góc AOB. Và góc AOB này người ta được gọi là góc ở tâm. Đỉnh của nó trùng với tâm của đường tròn. Nhớ AOB trong trường hợp này được gọi là góc ở tâm. Vậy góc ở tâm được định nghĩa như sau. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Nhớ chưa? Được gọi là góc ở tâm. Thế thì trong trường hợp cô Loan đặt góc A, O, B bằng alpha, bằng góc alpha. Nếu alpha nhỏ hơn góc bẹt, tức là nó nằm từ 0 độ cho đến 180 độ, thì cung AB là gọi là cung này này, cung nằm trong góc. Cung nằm trong góc các con nhé, được gọi là cung nhỏ, được gọi là cung nhỏ. Còn cung nằm bên ngoài góc đó là cung AB lớn thì được gọi là cung lớn.